Chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Code Là Ghiền. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giống như cái data mình kéo xuống rồi, bây giờ mình bỏ trong cái table cho nó đẹp chút xíu coi nó ra làm sao nha. Thì thật sự là khi mình làm thiệt thì mình dùng mấy cái template đồ này nọ phải không, nhưng mà cái này để mình làm thử cho các bạn thấy cái HTML với lại CSS nó chỉ vài cái lặt vặt thôi, cho mình biết được nó như thế nào để mà mình khi mình đi làm cần thì là mình làm được. Ok, rồi chúng ta bắt đầu nha. Đây là cái web app bữa trước nãy giờ là mình làm là như vậy không. Bây giờ mình vô trong Google mình gõ HTML table đồ này nọ, border đồ này nọ, thì nó hiện ra cái cách giống như trên W3 School nó hướng dẫn cho mình đại khái như vậy ha. Đại khái mình muốn cái kiểu nào mình cũng cái kiểu này đẹp hơn ha. Thí dụ nè, đó khi mình run nó ra cái bảng giống vậy ha. Rồi bây giờ mình làm giống vậy coi sao. Ok ha, thì bắt đầu là mình phải biến quá là giống như mình copy and paste đó. Giống như các bạn hiểu sơ HTML với CSS rồi này nọ, rồi bắt đầu mình mới biến hóa vô, chứ còn ngồi thuộc cái này ai mà thuộc. Mình chỉnh sửa chút đỉnh. Ok, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm nha. Thì trước nhất là mình có cái table nè, mình làm copy cái này ha. Rồi mình để trong cái code nè. Đâu rồi cái table nè, đó ha, table. Rồi cái kiểu nó như vậy, cái ID rồi này nọ nữa. Bây giờ mình không có, nhưng mà thôi kệ nó. Bây giờ cái style nè, bây giờ mình copy cái style nè nha. Đó, thì mình qua bên style đóng rồi. Ok, thì mấy cái video kia để mình nói lại nha. Để mình lên trên đây mình nói lại. Rồi các bạn bấm vào cái kênh Code Là Ghiền ha. Mình vô playlist là danh sách phát, thì mình thấy C08 nè, web nè, thấy không? Mình sẽ nhấn full view. Thì các bạn thấy học ngôn ngữ, học bên học CSS trong trong vòng vài nốt nhạc. Ok, thì hướng dẫn cho các bạn cái chấm là cái gì, hay là cái dấu chấm là cái gì, hoặc là cái dấu này là dấu pound là cái gì, thấy không? Ok, thì đã hướng dẫn ở bên kia rồi. Ok, rồi bây giờ là mình chỉ có làm thôi. Ok, thì nói chung á là khi mà mình xài á, mình ghi cái dấu pound này á, thì là mình không có cần phải, tức là nó ảnh hưởng toàn cái trang luôn, không? Những cái nào mà nó thấy cái này thì nó ID đó thì nó đều ảnh hưởng hết. Còn mình dấu chấm á là mình phải dùng cái class bằng cái tên của cái này. Ok, để rồi thì bây giờ mình chỉ khai báo như vậy thôi. Rồi bây giờ mình vô đây, giả bộ mình tạo một cái mình lấy cái data của nó chứ. Data của nó thì ví dụ như một cái data này ha. Này ha, copy ha, data bỏ vô, save nó format lại ngay là đàng hoàng ha. Rồi cái web của mình đâu đó, thấy các bạn thấy cái này nó, mình làm này nhỏ lại một chút. Ok, thì nó làm đẹp phải không. Bây giờ mình bỏ đồ của mình vô nè. Ok, thì bây giờ mình bỏ đồ vô làm sao. Bây giờ đó ngay company là bây giờ đó ngay mình cũng dùng là ng4 bỏ trong cái table. Ok, rồi cái bắt đầu ngay chỗ này mình đóng lại đi. Ok, rồi ngay chỗ cái này mình có là gì, ví dụ như mình muốn ID đi không, rồi mình muốn title giống như ba cái cột của mình đó mà, mình post ví dụ như vậy. Author đó. Ok, rồi ví dụ như mình save coi nó bị hư cái gì không. Đó, trời ơi, nó ra tùm lum hết. Ok, không phải tùm lum mà nó ra dư. Ok, vậy thì cái ng4 mình để đây không có đúng. Ở đây nó sẽ lặp lại cái vòng lặp mình để này là nó sai. Okay, cái vòng lặp này mình phải để trong mỗi cái hàng nè. Đó, ok, mỗi cái hàng mình xếp lại nè. Nhưng mà đó, ok, in đúng rồi, thấy không, có lý, đẹp quá. Nhưng mà nó in cái data của nó, nó chưa có in của mình. Mình có nè ID, title với author, đúng không. Rồi thì bây giờ mình bắt đầu mình chế biến nè. ID nè,
bỏ nè, mở ngoặc nè, mở ngoặc nè, rồi mình nói ok post.id ha. Đó, đại khái nó như vậy ha. Rồi cái này vậy thôi, title đó, rồi author đó ha. Thì đôi khi nó có chạy sai thì bởi vì mình phải giống như là ví dụ như qua đây coi nó có chạy sai không. Ờ, thằng này nó không có nói sai hết, mình nói thí dụ đâu mất rồi. À, thí dụ như mà đôi khi trong một cái record của mình á, mình nói thí dụ nè, mình nói thí dụ các bạn thấy thí dụ đây, tại vì cái dữ liệu của mình đều có ba thằng hết không, title, author với id. Giả sử nó có một thằng nó không có đi là chương trình mình chạy nó bị hư, cho nên mình nên để dấu hỏi vô đây không. Hỏi tức là nó nói ok có đó, mình in ra, còn không có mày in ra cái trắng cho tao, thay vì nó chạy bị hư, phải không? Đó, mình làm cho chương trình mình nó ngon ngon không. Thì các bạn thấy đó, bây giờ nó có một mớ rồi đúng không, mớ rồi. Bây giờ ví dụ như các bạn thêm, ví dụ có id là 17 phải không, bây giờ mình thêm mới nè, đó thấy tự nhiên nó vô 18 không, thêm mới nè, đó vô 19 không, mới nè 20 không. Đó, thì cái này nó tự động hết trơn, nó lợi hại nhỏ nhỏ chút cho các bạn thấy nè. Đó, ví dụ nhỏ cái gì nè, 21 nè, đó thấy không. Ok rồi, thì cũng đơn giản đúng không. Bây giờ mình bắt đầu là 11 đó, là giống như là mình dùng mấy cái theme rồi nọ, là mình chỉ có bỏ cái data vô thôi là bắt đầu nó ra cái bảng đồ đẹp cho mình đó, thấy không các bạn thấy không. Đó, thì cái này là mình làm thuần HTML, nhưng mà thật sự mình đi làm thiệt ít có làm vậy lắm, nhưng mà làm cho các bạn biết như thế nó không có khó đúng không, nó đơn giản quá trời luôn, làm rất là dễ luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, hẹn gặp lại các bạn ở những video kế. Bye bye.